Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu XDS, mang cái model là Sandan 700, một là mẫu xe địa hình giá rẻ mà em nhập về rất là nhiều và các bác cũng rất là ưa chuộng cái dòng này. Một cái chiếc xe có cái tầm giá đó khoảng trên dưới 5 triệu và được trang bị bộ đồ Shimano là full bộ chuyển động Shimano Atwood đánh 26 inch không nhôm. XDS thì nó thì cái thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng với những chiếc xe mà mang cái cú hình cao, mức giá thì cũng khá là hợp lý. Và chiếc xe này được trang bị full bộ chuyển động Shimano Atwood không nhôm nước sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ là vẫn còn zin tất tần tật 100%. Nguyên bản của xe. Là phần ghi đông, chiếc xe được trang bị bộ phanh dầu của Shimano và bộ tay bấm Shimano Atwood. Tổng sốc dầu theo xe đánh 26 inch. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cột yên là 43 cm, từ khóa cột yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m75 như là phù hợp. Trang bị với bộ lip là 9 tầng cộng với cả 3 tầng đĩa, con xe có 27 tốc độ khác nhau. Thì giá bán của chiếc xe này bên em đang bán với mức giá nó cũng rất là hợp lý, chỉ có là 5.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái chiếc xe khác mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.